Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với chuyên đề tạp chí ngân hàng được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, năm 2017 tăng trưởng tín dụng đạt 18,17%, nhưng năm 2018 ngành ngân hàng lại chỉ đặt mục tiêu là 17%. Mục tiêu này có phù hợp với tình hình phát triển kinh tế hiện tại hay không? Lĩnh vực nào sẽ tiếp tục hút dòng tiền trong năm 2018? Bất động sản, tiêu dùng hay sản xuất kinh doanh? Tất cả câu trả lời sẽ có trong tạp chí ngân hàng tuần này với chủ đề Tín dụng 2018, lĩnh vực nào hút dòng tiền. Trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp về tình hình tín dụng qua các năm. 18,17% là mức tăng của tín dụng trong cả năm 2017, vượt mục tiêu 18% mà Ngân hàng Nhà nước đã đề ra hồi đầu năm. Kết quả này cao hơn so với mức tăng tín dụng giai đoạn 2010-2015, song lại thấp hơn so với con số 18,71% của năm 2016. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng tín dụng vượt 18%. Trước đó, tín dụng các năm 2012, 2013, 2014, 2015 lần lượt ở mức 8,91%, 12,51%, 14,16% và 17,29%. Đáng chú ý, tín dụng của năm 2017 tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh khi có đến 80% tổng dư nợ chảy vào lĩnh vực này. Trong đó, tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng 23%, cao hơn mức 18% của cùng kỳ năm ngoái, chiếm 20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Tín dụng lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng 32,62%. Tín dụng thương mại, dịch vụ tăng 12,94%, chiếm tỷ trọng 47,36%. Tín dụng tiêu dùng tăng 24,67% so với năm 2016. Đối với các lĩnh vực rủi ro cao như bất động sản, tín dụng đã giảm đáng kể so với năm 2016. Tín dụng bất động sản năm 2017 tăng 8,56%, năm 2016 tăng 12,86%. Tăng trưởng tín dụng BOT đạt 7,43%, trong khi năm 2016 là 17,31%. Ngay từ đầu năm 2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ông Lê Minh Hưng đã chỉ đạo toàn ngành ngân hàng triển khai các công việc trong năm 2018. Trong đó, nội dung trọng tâm cơ bản năm 2018 về điều hành chính sách tiền tệ là định hướng tổng phương diện thanh toán tăng khoảng 16%, tín dụng tăng khoảng 17%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình thực tế. Thưa quý vị, có thể nói năm 2018 tiếp tục là một năm có nhiều cơ hội đầu tư và phát triển đối với lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là mới đây Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP được ký kết vào ngày 8 tháng 3 vừa qua đã mở ra nhiều triển vọng cho thị trường trong nước cũng như các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực này. Vậy tín dụng đổ vào lĩnh vực bất động sản trong năm 2018 được các chuyên gia nhận định như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Thị trường bất động sản trong năm 2018 được các chuyên gia đánh giá tích cực với các yếu tố thuận lợi từ thị trường trong nước lẫn quốc tế. Ngân hàng Thế giới World Bank đã nhận định Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích kinh tế to lớn cho Việt Nam. Đây cũng là tiền đề để thị trường Việt Nam nói chung và thị trường bất động sản nói riêng phát triển. Năm 2018 sẽ tiếp tục là một cái năm mà thị trường bất động sản sẽ còn phát triển tốt. 2018 chỉ là năm bước đệm thôi cho một cái sự bùng nổ tiếp theo của thị trường bất động sản từ 2019 trở đi. Nhưng mà để tạo được một cái bước đệm thì nó phải có một cái gì đó để bắt đầu. Thì chính vì thế mà chủ đầu tư chọn thời điểm này. Thời điểm này sẽ là thời điểm bắt đầu để có một sự bùng nổ rất là mạnh của thị trường trong 5 năm tới. Các chuyên gia cho rằng thị trường bất động sản Việt Nam đang trên đà phục hồi và khởi sắc, cần có sự đóng góp của các doanh nghiệp, sự hỗ trợ của chính sách, của cơ quan quản lý nhà nước để thị trường lớn mạnh hơn. Sự tăng trưởng của thị trường bất động sản đồng nghĩa với việc dòng vốn tín dụng sẽ tiếp tục chảy vào lĩnh vực bất động sản. Thị trường này thì nó gắn rất chặt với cái tín dụng bởi vì nó có liên quan đến cả cái tín dụng cho vay các dự án bất động sản cũng như là tín dụng tiêu dùng nhà ở, rồi sửa sang nhà cửa vân vân. Trên chúng tôi cho rằng đây là tín dụng về bất động sản trong năm 2018 vẫn là một trong những kênh dẫn vốn khá là mạnh. Kênh tín dụng này vẫn là một kênh hút tiền khá là nhiều. Đến một cái giai đoạn nào đấy khi mà chúng ta thấy tức là thị trường bắt đầu nó tiếp tục tăng với cường độ tương đối cao một tí, khoảng thì lúc bây giờ sẽ có cái đầu cơ bất động sản nhảy vào mạnh hơn. Và đến lúc đấy thì tín dụng bất động sản còn có thể tăng cao hơn nữa. Tuy nhiên nếu tín dụng đổ vào bất động sản quá nóng sẽ khiến cho thị trường phải đối mặt với những rủi ro cao.
nhất là khi thị trường phát triển nhanh và mạnh như hiện nay. Rủi ro từ giọt nước tràn ly, từ tín dụng bất động sản có thể gây ra hệ lụy theo hiệu ứng domino đến bức tranh toàn cảnh kinh tế thị trường Việt Nam và đặc biệt là ngành ngân hàng trong nước. Theo các chuyên gia, phát triển tín dụng bất động sản để phục vụ phát triển thị trường là tốt, thế nhưng quản lý chặt chẽ là điều cần thiết. Việt Nam thì trong những năm vừa qua cũng đã trải qua một thời kỳ mà tăng trưởng tín dụng rất nóng và thị trường bất động sản cũng rất nóng, thậm chí là có nhiều ý kiến đưa rằng là thị trường bất động sản Việt Nam đã bong bóng. Thế thì mình làm sao không thể lặp lại cái đấy được? Và cái giá mà một số quốc gia đã phải trả mà những nước thực sự phát triển ấy có hành lang pháp lý đầy đủ, quản trị ngân hàng khá chặt chẽ cũng đã rơi tình trạng này, thí dụ như cho vay dưới chuẩn và chủ yếu là bất động sản tại Mỹ mà dẫn đến những khủng hoảng tài chính, tiền tệ, khủng hoảng nền kinh tế thì cũng nhãn tiền từ năm 2008 và người ta cũng phải cả một quá trình xử lý nó, thì Việt Nam làm sao để mình không rơi vào cái trạng thái như thế nữa. Ngày 23 tháng 1 năm 2018, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành công văn số 563 yêu cầu hạn chế mức độ tập trung tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản. Những động thái này của cơ quan quản lý sẽ giúp cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và tích cực. Đầu năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước cần quan tâm phát triển thị trường tín dụng tiêu dùng, tài chính vi mô để góp phần kích thích sản xuất phát triển. Cơ sở nào để đẩy mạnh tín dụng vào lĩnh vực tiêu dùng? Có cần kiểm soát để tránh tín dụng tiêu dùng tăng nóng hay không? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Theo số liệu của Cơ quan Thông tin Kinh tế EIU thuộc The Economist, tổng mức tiêu dùng hộ gia đình và cá nhân ở Việt Nam năm 2015 chiếm khoảng 67% GDP. Tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với các nước phát triển như Singapore là 37%, Anh là 65%, Đức 57% và Nhật Bản là 59%. Một yếu tố tích cực khác còn là sự thay đổi về mặt nhận thức bao gồm kiến thức tài chính. Theo báo cáo Tín dụng tiêu dùng Việt Nam năm 2017 của Viện Chiến lược Ngân hàng, trẻ hóa độ tuổi là một xu hướng mới trong việc đi vay tiêu dùng. Đây là cơ sở để tín dụng tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng trong năm 2018. Cái thị trường ở Việt Nam, người dân ở Việt Nam, nhất là lực lượng lao động trẻ, thì cái thu nhập ở một chừng mực nhất định còn hạn chế, nhưng mà cái nhu cầu tiêu dùng có xu hướng tăng lên. Và trong cái bối cảnh cái nhu cầu có xu hướng tăng lên thì cái việc là làm thế nào tăng cái tổng cầu để quay trở lại tác động nền kinh tế là cần thiết. Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng chủ trương chú trọng tín dụng trong lĩnh vực tiêu dùng sẽ là nền tảng thúc đẩy lĩnh vực sản xuất kinh doanh phát triển. Hay nói cách khác, tăng trưởng tín dụng tiêu dùng chính là tiền đề để thúc đẩy tín dụng vào sản xuất kinh doanh. Khi mà tiêu dùng tăng thì như vậy là cái lượng lưu thông hàng hóa nó sẽ được tăng lên và giúp cho doanh nghiệp là giải phóng hàng tồn kho cũng như là thúc đẩy sản xuất và kinh doanh. Đấy là mặt tích cực. Cái việc sản xuất kinh doanh có phát triển được hay không thì cũng một yếu tố tác động không nhỏ là tổng cầu của xã hội nó tăng lên, tức là tổng cái chi tiêu của người dân vào các cái hàng hóa mà các lĩnh vực sản xuất kinh doanh tạo ra ấy. Vì thế mà tín dụng tiêu dùng tăng lên thì cũng tạo điều kiện cho tổng cầu có điều kiện tăng lên, và tổng cầu tăng lên thì khuyến khích sản xuất và kinh doanh phát triển. Theo báo cáo Tổng quan Thị trường Tài chính năm 2017 do Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia công bố, cho vay tiêu dùng vẫn tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2015 với tốc độ tăng trưởng đạt 65%, trong khi năm 2016 là 50,2%. Trong khi đó, tín dụng năm 2017 ước tăng khoảng 18,7% đến 19,3%, nhìn chung tương đương với mức 19% của năm 2016. Tỷ trọng tín dụng tiêu dùng trong tổng dư nợ qua đó tăng mạnh từ 12,3% lên 18%. Các chuyên gia cho rằng, mặc dù chú trọng tín dụng trong lĩnh vực tiêu dùng, nhưng vẫn cần có nhiều biện pháp để kiểm soát chất lượng dòng vốn để tránh hiện tượng bong bóng. Vấn đề quan trọng nhất ở đây là gì? Tức là cho vay tiêu dùng trong điều kiện hiện tại của Việt Nam thì mình cần phải rất là cẩn trọng. Trước hết là phải có một cái mạng lưới công nghệ thật tốt để mà có một cơ sở dữ liệu về khách hàng thật tốt. Cái thứ hai tức là phải có một cái hệ thống cho điểm và đánh giá hệ thống khách hàng khá là chuẩn. Và vấn đề thứ ba tức là kiểm soát nợ xấu. Có nhiều ngân hàng hiện nay ở Việt Nam đã có những kinh nghiệm rất là tốt về quản lý và kiểm soát nợ xấu của khu vực cho vay tiêu dùng, cho vay tín chấp.
Và tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta tiếp tục hoạt động theo cái hướng đấy thì có thể tức là trong vòng một vài cái chu kỳ kinh doanh tới thì cho vay tiêu dùng nó sẽ trở thành một kênh cho vay lớn, có thể sánh ngang với cả cái kênh như là bất động sản hoặc là hơn thế nữa. Nếu mà không giám sát một cách chặt chẽ để nó biến tướng dưới dạng này dạng khác, chuyển từ vấn đề tín dụng tiêu dùng mà lại sang cái lĩnh vực đầu cơ, rồi lĩnh vực đầu tư vào cái lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, thì lúc đấy không những là không tạo điều kiện tăng trưởng nền kinh tế tốt, mà đôi khi nó lại ảnh hưởng vấn đề này và thậm chí lại tiếp tục rủi ro cho các tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước mới đây đã có công văn số 563 yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạn chế mức độ tập trung tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, xây dựng, đồng thời cũng đưa ra yêu cầu kiểm soát tốt chất lượng tín dụng tiêu dùng. Theo đánh giá của các chuyên gia, có vẻ như nhà điều hành đang bắt đầu lo ngại về chất lượng tín dụng tiêu dùng của các ngân hàng. Sự thận trọng của nhà điều hành đối với lĩnh vực cho vay tiêu dùng không chỉ đến từ yếu tố tăng trưởng quá nóng mà còn từ thực tế phát sinh là gần đây các ngân hàng đã đưa ra các khoản cho vay sửa chữa nhà ở và mua nhà ở vào cho vay tiêu dùng nhằm lách quy định hạn chế cho vay bất động sản. Tại buổi họp báo về thông tin kết quả điều hành chính sách tiền tệ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra mức tăng trưởng tín dụng mục tiêu trong năm 2018 là khoảng 17%. Mục tiêu này có hợp lý hay không? Làm thế nào để đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng 17%? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi sau đây. Năm 2018, chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP của nước ta là 6,7%, lạm phát duy trì dưới 4%. Các chuyên gia cho rằng tăng trưởng tín dụng với con số 17% là hợp lý bởi mục tiêu này được đặt ra dựa trên khả năng hấp thụ vốn của thị trường. Tôi dự tính rằng là năm nay của chúng ta thì GDP có thể tăng ở mức là khoảng 6,5-6,7%, hoặc phấn đấu quyết liệt thì có thể cao hơn một chút. Và với cái mức kinh tế tăng trưởng như vậy thì tín dụng cũng chỉ nên tăng ở mức là khoảng 16-18% là phù hợp, tránh hiện tượng là quá nóng, tránh hiện tượng là khả năng hấp thụ của nền kinh tế nó không được như là chúng ta mong muốn, rồi tránh hiện tượng là nếu như nó quá nóng thì cái hệ lụy về lâu về dài, đặc biệt cả nợ xấu nó có thể là xảy ra, rồi khả năng huy động vốn của các tổ chức tín dụng có khả năng hay không để có thể đáp ứng được cái việc tăng trưởng tín dụng là 17%. Tức là chúng ta phải cân đối hài hòa rất nhiều những cái yếu tố để chúng ta đưa ra một cái định hướng tín dụng cho nó phù hợp. Bên cạnh đó, sự tăng trưởng ngày càng mạnh mẽ của các kênh huy động vốn khác, điển hình là chứng khoán, cũng là một trong những nguyên nhân khiến Ngân hàng Nhà nước đưa ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2018 thấp hơn so với năm 2017. Kết thúc năm 2017 thì cái vốn hóa của thị trường chứng khoán gấp đôi năm 2015. Hay nói cách khác là các cái kênh mà tạo vốn cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế ngoài các cái kênh các tổ chức tín dụng. Mặc dù chúng ta là cái tổ chức tín dụng cho gọi là mức độ mà cung cấp tín dụng từ các ngân hàng rất là cao, nhưng nói gì nói thì rõ ràng mức độ vốn hóa của thị trường chứng khoán, các kênh tạo vốn khác nó đã giúp cho các cái doanh nghiệp và nền kinh tế có những cái nguồn vốn khác tốt hơn. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tín dụng năm 2017 chủ yếu tập trung vào sản xuất kinh doanh, chiếm 80% tổng dư nợ. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy dòng vốn tín dụng đã chuyển dịch theo xu hướng tích cực. Do đó, để đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2018 ở mức 17%, các chuyên gia cho rằng bên cạnh việc đưa ra các chính sách định hướng hợp lý, các cơ quan liên quan cần kiểm soát chất lượng dòng vốn tín dụng để cơ cấu tín dụng hợp lý, chảy mạnh vào các lĩnh vực tạo ra giá trị tăng trưởng của nền kinh tế. Theo định hướng của chính phủ cũng như ngân hàng nước là phải tiếp tục tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên. Và với 5 lĩnh vực ưu tiên đó thì hệ thống ngân hàng theo chỉ đạo cũng đang cần phải nỗ lực để giảm lãi suất cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên đó. Thì tôi nghĩ rằng là đây là những cái định hướng nó khá là phù hợp trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam chúng ta và cũng đã phát huy tích cực trong năm vừa qua, và tôi cũng hy vọng là năm nay sẽ tiếp tục phát triển theo cái hướng chủ đạo đó. Mà bên cạnh cái việc chỉ đạo sát sao của Ngân hàng Nhà nước để làm sao cái dòng vốn tín dụng nó vào cái chỗ cần đến thì phải tăng cường kiểm tra giám sát để tránh những cái vấn đề bất ổn nảy sinh hoặc là tiềm ẩn những rủi ro nảy sinh, mà những cái này thì
trong hệ thống ngân hàng những năm trước đây đã phải trả những cái giá rất là đắt rồi. Do đó là định hướng, hướng đi là đúng, nhưng mà trên cơ sở thực tế triển khai như thế nào thì bên cạnh cái điều hành như vậy, cái chỉ đạo như vậy thì rất cần một quá trình thanh tra, giám sát, kiểm soát để cái định hướng ấy, nó được triển khai đúng trong thực tiễn. Như vậy, với những định hướng và chính sách phù hợp trong điều hành tín dụng, nền kinh tế Việt Nam trong năm 2018 có cơ sở để tăng trưởng, phát triển theo hướng bền vững. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề tạp chí ngân hàng tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể theo dõi trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website www.vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.